Ở Ấn Độ, có truyền thuyết cổ xưa về một hòn đảo lớn với vẻ đẹp vô song, nằm ở trung tâm của vùng biển Trung Á rộng lớn, ngay phía bắc của dãy Himalaya ngày nay. Một tộc người giống như thần thánh với sức mạnh kỳ lạ, sống biệt lập trên hòn đảo, không giao tiếp với thế giới bên ngoài, ngoại trừ qua một số đường hầm trải dài ra mọi hướng. Mỗi đường hầm dài hàng trăm hoặc hàng nghìn dặm, đào sâu bên dưới toàn bộ lục địa, thậm chí cả đại dương. Trên hòn đảo biệt lập này, xã hội phát triển với tốc độ phi thường, khoa học và nghệ thuật phát triển một cách hòa bình, không bao giờ bị đe dọa bởi chiến tranh hay dịch bệnh, được che giấu với mục đích bảo vệ tri thức của họ khỏi những tai họa thường xảy đến ở thế giới bên ngoài. Nhưng một lực lượng to lớn đã giáng xuống trái đất, ngay cả hòn đảo phát triển vượt bậc này cũng sẽ bị tiêu diệt nếu người dân ở lại nơi đây. Đó có lẽ là một trận lụt lớn như đại hồng thủy hoặc một lực lượng xâm lược có quy mô hoành tráng. Lý do chính xác thì không ai biết được. Câu chuyện kể rằng, người dân trên hòn đảo đã trốn thoát bằng cách di chuyển vào những đường hầm và xây dựng nên nền văn minh dưới lòng đất. Đó không còn là một hòn đảo, mà là một vương quốc dưới lòng đất, không để lại dấu vết trên bề mặt. Những lối vào đường hầm hầu hết đều bị chôn vùi trong hàng nghìn năm. Đế chế đã mất này được gọi là Agatha. Những đường hầm dẫn đến Agatha được cho là vẫn tồn tại trong thành phố cổ đổ nát của Ấn Độ, chẳng hạn như Ellora, Elephanta và Ajanta, cũng như ở những quốc gia khác, chẳng hạn như ở vùng lõm của Afghanistan trong dãy núi Hindu Kush, Ấn Độ. Truyền thuyết về hòn đảo đặc biệt này kỳ lạ vì theo lý thuyết rõ ràng là không có đại dương ở phía bắc của dãy Himalaya, mà thay vào đó là sa mạc Taklamakan và Gobi. Nhưng nếu thực hiện một chuyến đi đến những đỉnh núi khô cằn bị thời tiết tẩy trắng như Everest K2, bạn có thể bắt gặp vô số xương cá, tàn tích của rạn san hô và hóa thạch của hoa loa kèn viễn cổ đại rải rác trên một số đỉnh núi cao nhất. Một sự thật ít được biết đến là dãy Himalaya hùng vĩ, thường được gọi là nóc nhà của thế giới đã từng ở dưới nước, và đó là biển Tây Thi, trước khi sự kiện địa chất lớn được gọi là sự trôi dạt lục địa diễn ra. Nhưng còn những đường hầm được cho là trải dài khắp thế giới thì sao? Tại sao những huyền thoại về các vị thần hoặc những người giống như thần sống trong các thành phố rộng lớn dưới lòng đất lại xuất hiện trong các truyền thống và văn hóa trên nhiều lục địa từ châu Phi, châu Mỹ đến châu Á? Trở lại thời kỳ bình minh của các nền văn minh, khái niệm về Agatha là một vương quốc dưới lòng đất được liên kết với mọi lục địa trên thế giới bằng một mạng lưới đường hầm rộng lớn. Một người Pháp có tên là Alexandre đã vô tình lọt vào thế giới ngầm. Theo Alexandre, vùng đất Agatha ẩn mình nằm sâu dưới bề mặt trái đất, ở đâu đó trong các dãy núi của Himalaya. Một tổ chức khổng lồ bao gồm các thành phố dưới lòng đất và dân số hàng triệu người này được cai trị bởi một người đứng đầu được gọi là Rahama, và hai người thân cận của người, Mahama và Mahanga, là những người bảo vệ tri thức. Toàn bộ trí tuệ thu nhập được của các thời đại được lưu giữ trong các thư viện bằng đá đồ sộ, được khắc trên các trụ bằng chữ Vatania. Ông tiếp tục tiết lộ rằng nền văn minh Agatha đã từng ở trên mặt đất nhưng bị đẩy lùi và che giấu khỏi phần còn lại của thế giới khi bắt đầu Kali Yuga, thời kỳ đen tối khoảng 3.200 năm trước công nguyên. Agatha được tiên tri sẽ lộ diện một lần nữa, nhưng chỉ khi thế giới phía trên đạt sự cân bằng tâm linh trong sự cai trị. Từ lâu, nền văn minh tiềm ẩn này đã có sự tiến bộ công nghệ với tốc độ nhanh hơn chúng ta, bao gồm ánh sáng khí đốt, đường sắt và hàng không. Và khi mô tả một trong những công nghệ nổi bật nhất của họ, Alexandre đã dự đoán chính xác về sợi quang học hơn một thế kỷ trước khi thế giới phát minh ra nó. Mặc dù xã hội Agatha đã phát triển phần lớn trong sự cô lập hoàn toàn, họ vẫn ghi chép cẩn thận những khám phá của con người hiện đại. Ngay cả từ những vùng xa xôi nhất thông qua một mạng lưới đường hầm rộng lớn trải dài khắp trái đất. Nhưng bất chấp điều này, người Agatha đã tiến hóa tách biệt với phần còn lại của thế giới trong nhiều năm, đến mức họ phát triển hai thứ tiếng mà có thể nói cùng lúc hai ngôn ngữ. Khó có thể đếm được số lượng các nền văn hóa cổ đại ám chỉ đến các cõi bên trong của trái đất. Chẳng hạn như ở Bắc Mỹ, người Navajo tin rằng tổ tiên của họ đã xuất hiện từ một thế giới ngầm dưới dãy núi Navajo. Người Aztec cảm thấy rằng họ là một trong bảy bộ tộc từ các hang động của Atlant. Người Yuni tin rằng ngày xưa tất cả đàn ông đều sống trong các hang động ở trung tâm của trái đất. Và một lần nữa với các đường hầm, có một truyền thuyết Apache về một hang động dài và sâu ở Arizona được cho là dẫn đến một vương quốc bên trong trái đất nơi sinh sống của một bộ tộc bí ẩn. Và cả câu chuyện về thành phố Shambhala mà chúng ta đã tìm hiểu ở video đã đăng trên kênh của Góc Khám Phá Channel. Video này sẽ nói thêm về thành phố huyền thoại Shambhala. Nó được gọi là vùng đất cấm, vùng đất của nước trắng và vùng đất của các vị thần sống. Shambhala là một từ tiếng Phạn, có nghĩa là nơi bình yên. Shambhala được cho là nằm sâu trong trái đất, một thung lũng xanh với một thành phố xinh đẹp, nơi những người phi thường sinh sống, với lựa chọn cô lập với thế giới bên ngoài.
Shambhala được cai trị bởi một vị vua nhân từ và quyền lực. Đó là nơi mà tình yêu và trí tuệ ngự trị và nơi mọi người miễn nhiễm với đau khổ, ham muốn và tuổi già. Hơn thế nữa, Shambhala luôn được nhắc đến như một nơi thật sự tồn tại. Vương quốc ẩn được cho là sẽ nằm ở các vùng miền núi của Âu Á, thường được coi là một tổ chức rộng lớn các hang động có người ở bên dưới dãy Himalaya. Một số truyền thuyết nói rằng, lối vào Shambhala bị che khuất trong một tu viện bỏ hoang ở một thung lũng hẻo lánh. Một bậc bí truyền quan trọng nhất phổ biến về thần thoại Shambhala ở phương Tây là nhà huyền bí học và triết gia người Nga, Helena, người đã đọc ở Tây Tạng dưới sự hướng dẫn của các vị lạt ma Phật giáo từ năm 1868 đến cuối năm 1870. Và cuối cùng đã đi khắp châu Á để tìm kiếm thông tin về Shambhala. Điều đặc biệt là sự kết nối của nó với huyền thoại của hòn đảo phía bắc dãy Himalaya, Agartha. Về phần đó, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu ở video kỳ sau.